Nga muốn biến những pháo đài hải quân lịch sử được xây dựng từ thế kỷ 18 ở vịnh Phần Lan thành một bảo tàng lớn ngoài trời. Các pháo đài này, một thời bảo vệ thành phố St. Petersburg, cùng với tin đồn phòng thủ hàng hải Kronstadt chống lại các cuộc tấn công từ biển, nhưng đa phần bị bỏ phế sau khi đánh mất chức năng chính. Bây giờ, chính quyền St. Petersburg muốn thu hút đầu tư và các nguồn đóng góp để bổ sung 22 pháo đài này vào bản đồ danh lam thắng cảnh của thành phố. Các pháo đài này đa phần được xây trên các đảo nhân tạo, thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm với các tour du lịch do các công ty tư nhân tổ chức, nhưng thiếu cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các hoạt động đó. St. Petersburg nổi danh với các tour tàu thuyền dọc theo các dòng sông và các con kênh của thành phố, thu hút 3,9 triệu khách du lịch quốc tế hồi năm ngoái. Đây là thành phố thu hút đông du khách nhất nhì của Nga sau thủ đô Moscow.